Nếu bạn đang làm một kênh YouTube và bạn muốn tăng lượng sub cho kênh của bạn một cách tự động thì hãy xem hết video này. Mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách tạo link đăng ký kênh YouTube một cách tự động và đơn giản. Và mình là Nguyễn Minh Phụng. Nếu như các bạn cảm thấy video này có ý nghĩa với bạn thì hãy bấm nút đăng ký kênh cũng như bấm vào hình quả chuông thông báo cạnh bên. Mình ra video mới thì các bạn chính là những người sớm nhất nhận được video từ mình. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ha. Đó là khi mà chúng ta làm cái kênh YouTube đó các bạn. Nếu như mà chúng ta sẽ chỉ để cái đường link kênh này nè ở trong cái phần mô tả một cách bình thường thì người ta bấm vào đường link này thì nó dẫn đến cái kênh YouTube của chúng ta. Nhưng mà lỡ họ xem và họ rời đi và họ chưa có bấm nút đăng ký thì sao? Thì như vậy là chúng ta cũng bị mất đi cái lượt đăng ký kênh và nó rất là tiếc ha. Trong trường hợp mà chúng ta dẫn cái đường link YouTube này qua những cái kênh website hay là trên fanpage, trên Facebook cũng vậy, trên các hội nhóm trên Facebook cũng vậy. Nếu như chúng ta để cái kênh này, cái đường link kênh này một cách bình thường thì cái hiệu suất để chúng ta tận dụng, chúng ta tăng cái lượt đăng ký kênh nó sẽ không cao. Nên là chúng ta sẽ phải tạo cái đường link để khi mà người ta bấm vào đường link thì nó sẽ có cái thông báo là hỏi rằng là họ có đăng ký kênh của bạn hay không. Thì lúc này cái tỷ lệ đăng ký kênh nó sẽ tăng lên và lượng sub trên kênh của bạn nó sẽ được phát triển ha. Và để làm cái điều này á, bạn sẽ truy cập vào trang phụng.vn này, các bạn sẽ vào cái phần là công cụ thì chọn vào cái nút là tạo link đăng ký kênh YouTube ha. Cái đường link này mình cũng để ở phần mô tả luôn, thì các bạn chỉ cần bấm vào đó là thấy được cái trang này. Rồi, các bạn vào kênh của các bạn á, các bạn chọn ha kênh của các bạn. Và ở trên cái thanh địa chỉ nè, nó có cái đường link như thế này. Các bạn bấm nút sao chép và các bạn qua cái tab bên này các bạn dán vào ha. Các bạn bấm tạo link. Thì ở đây nó có nút sao chép thì các bạn bấm nút sao chép là các bạn có thể sử dụng được ha. Và bây giờ mình sẽ bấm cho các bạn xem. Cái đường link nó sẽ ra như thế này. Đó. Rồi. Thì khi đó cái hộp thoại xác nhận đăng ký kênh nó hiện lên ha. Bạn có chắc chắn muốn đăng ký kênh Nguyễn Minh Phụng hay không? Đấy. Và khi đó họ bấm đăng ký thì bạn sẽ được một lượt sub mới. Rất là đơn giản ha. Và trên cái blog này sắp tới mình sẽ chia sẻ thêm nhiều kiến thức liên quan đến YouTube và những cái công cụ nó hay ho giống như thế này. Các bạn cảm thấy hay thì bấm nút đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông thông báo để mình ra video thì các bạn chính là những người sớm nhất nhận video từ mình nha. Bây giờ thì xin chào.